Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác, thì hôm nay là chúng em lại về được ít vang số TV Bonus 2000 Pro. Và thì trong thời gian bán thì cũng có rất là nhiều bác hỏi đến hướng dẫn và chia sẻ cách chỉnh vang số. Đó thì để mà chỉnh sâu thì chúng ta cần rất là nhiều thời gian nghiên cứu. Và hôm nay thì em sẽ lại làm tiếp tục một cái video hướng dẫn các bác cách chỉnh vang số, cách cơ bản nhất để chúng ta có thể là làm chủ được con vang số này còn hay được bao nhiêu hay là như thế nào, là do vào mỗi một cái kinh nghiệm và một cái năng khiếu của mỗi người các bác nhé. Đó thì hôm nay thì là chúng em đã bày ra đây là ba chiếc vang số là của và TV và nớt X2000 Pro. Đó thì là đầu tiên thì chúng ta muốn chỉnh được vang, chúng ta sẽ cần một sợi cáp kết nối. Đây, cáp kết nối là cáp này gọi là cáp máy in các bác nhé. Đó thì em sẽ hướng dẫn các bác. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắm vào con vang này, đó, và đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào lỗ USB của máy tính. Đây thì em đã chuẩn bị máy tính sẵn cho các bác này, các bác có thể là chỉnh luôn nhé các bác nhé. Như này thì nó không mất mất nhiều thời gian của các bác đâu. Đó, và chúng ta em đã khởi động máy tính đây này. Đó, khởi động máy tính đây, và chúng ta sẽ phải gắn cáp kết nối này tới máy tính. Ok chưa ạ? Đây, USB máy tính em đây. Rồi, khi cắm vào thì máy sẽ báo là kêu tí tách như vậy. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải can thiệp đến phần mềm. Đó thì các bác cố gắng là chú ý giúp em nhé. Đó, bởi vì là thời gian thì chúng em không có nhiều, mà chỉnh vang số thì nó mất khá là nhiều thời gian. Đó thì tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm đến phần mềm. Thì trong mỗi một cái máy tính thì nó đều có phần mềm, hoặc là các bác có thể là tìm tới phần mềm trên Google cũng có luôn. Các bác chỉ cần gõ trên Google là phần mềm vang số TV Bonus X2000 Pro thì nó sẽ ra. Thì đây, khi mà chúng ta cài xong thì nó sẽ phần mềm nó sẽ như thế này. Đó, các bác nhìn này. Đó. Đây là chúng ta có là TV Bonus X2000 Pro các bác nhé. Được chưa ạ? Và chúng ta kích đúp. Đó, kích đúp vào thì phần mềm nó sẽ hiện ra cho các bác. Rồi, nó tự động kết nối nhá. Đó, chúng ta kích rồi, ok. Thế đây là vang số mới. Vang số mới cho nên là tất cả các giải nó đều là giải phẳng cho các bác hết này. Đó, tất cả đều là giải phẳng. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể là làm chủ được con vang này, thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu về cái đường ra của nó. Thì đường ra bên ngoài nó có như thế nào thì bên trong phần mềm này thì nó sẽ hiển thị hết cho các bác. Thì đầu tiên là các bác nhìn con chuột của em đang di chuyển này. Phần input là chính là cái phần này. Còn phần output thì chúng ta sẽ kích vào phần output để chúng ta có thể là biết được những bên trong nó có những cái gì nhé. Rồi. Đây thì là các bác đã chuẩn bị ra đây này. Rồi, ok. Đấy thì ở đây là nó có tới là 8 đường. Các bác nhìn này, 8 kênh ra nhé, kênh out nhé. CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8. Thì 8 cái đường ra này thì các bác có thể là kết nối xuống đẩy công suất bằng dây Canon. Đó, và phía sau của con vang số nó cũng có 8 đường tương ứng với lại cả 8 đường trên vang số này. Đó, còn nếu như các bác nào không hiểu thì cứ gọi trực tiếp về số 0978503822, bên em sẽ hướng dẫn miễn phí cho các bác. Đó, và mỗi trên mỗi một kênh này thì nó đều cho phép chúng ta có thể chuyển được. Ví dụ như là đây em sẽ hướng dẫn một các bác này. Đây là CS1 R, CS2 CS2 là N nhé. N và R này các bác nhìn này. Để em sẽ zoom lại cho các bác nhìn dễ hơn nhé. Chưa? Đó. Thì là RN này. Và tiếp theo đây là surround này. Đó, đây là CH, RBR, SBR, em xin lỗi, SBR và SBN. Thì đây chính là kênh surround. Còn CH5 chính là kênh center. Đấy, kênh CH6 chính là kênh sub và anh cho loa trầm các bác nhá. Đấy. Còn CH7 nó vẫn là SBR và SBN là kênh surround. Đó thì nó có tới 4 kênh surround, và kênh 1, kênh 2 thì nó sẽ là kênh main out. Đó, kênh 1, 2 là kênh main out.
Còn kênh 4, 5, 3, 4 và 7, 8 nó sẽ là kênh surround. Thì ở kênh 7, 8 này các bác có thể chuyển này. Các bác có thể chuyển thành kênh bên nào cũng được. Đấy, các bác có thể thấy này. Các bác có thể chuyển thành kênh bên nào cũng được. Chuyển thành kênh sub cũng được, chuyển thành kênh center cũng được nhá. Đấy. Thì này chúng ta muốn chuyển vào kênh nào thì chúng ta kích vào đây thì nó sẽ chuyển sang kênh đó. Ví dụ kênh 7 em chuyển vào kênh sub thì nó sẽ hiện ra sub này. Đấy. Kênh tạ này em chuyển sub nó ra sub luôn. Đó, thì các bác thích chuyển vào kênh gì thì nó sẽ ra kênh đó cho các bác. Được chưa? Đấy, chuyển vào kênh gì cũng được. Đấy nhá. Thì đó là về cái cơ bản nhất để các bác có thể chuyển kênh. Đó. Thì với kênh 1, kênh 2 thì ví dụ như em đang nói anh một cặp loa thì em thì sẽ cắm vào kênh 1 và kênh 2 là kênh CHR và CSN hay còn gọi là main out. Đó. Thì ở đây là chúng ta sẽ có main out ở đây thì là giải tần của nó ở đây. Đó, ví dụ em chuyển sang kênh 5 thì giải sub nó sẽ khác. Đó. Giải sub đây, đấy, giải sub đây. Nó sẽ khác với kênh center đây. Giải nó khác nhau hoàn toàn nhé. Sub này, center này. Cái này là kênh 1 này. Kênh 2. Đó. Đó là hai cái kênh cơ bản nhất là chúng ta cần biết. Đó, nếu như các bác đánh hai cặp loa. Còn 4 cặp loa thì em sẽ cắm vào 1 2 3 4 và kênh 1 kênh 2 em sẽ treo loa đằng trước, kênh 3 kênh 4 em sẽ cho loa đằng sau. Đó. Thì là chúng ta sẽ rất là dễ dàng để chúng ta có thể chỉnh nhá. Đó là về phần output, thì còn vào phần input thì sao? Input ở đây thì các bác có thể thấy là phần kênh của mic A này. Đó, và kênh mic B này. Còn đây là kênh nhạc này. Đó. Đúng không ạ? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉnh nhạc trước nhé các bác nhé. Đó. Em sẽ mở một bài hát. Em sẽ mở một bài hát để chúng ta có thể là chỉnh. Rồi, tìm được một bài hát này. Đó. Thì các bác nhìn ở đây này. Đó, phần trên này là chúng ta có phần music này. Đó là to nhỏ của nhạc này. Echo là to nhỏ của echo, reverb là to nhỏ của reverb. Effect là to nhỏ của effect. Mic ở đây là to nhỏ của vim của mic nhá. Đó. Thì các bác phải nắm rõ cho em mấy cái đường này. Đó, ví dụ em tăng nhạc lên này. Đó. Con này cái cơ bản nhạc nó rất là hay rồi. Đó. Ví dụ em nghe nhạc này em thấy nó thiếu tiếng chép, em có thể tăng chép vào đây nha các bác nhá. Các bác có thể để ý này. Ví dụ như giải 1 cho đến giải 4 là giải bass này. Đó. Đây là nó từ 25Hz cho đến 100Hz là giải bass. Thì từ đây, từ 100Hz này. Đó cho đến 998Hz ở đây thì nó sẽ là giải trung. Còn từ 998Hz sang đến giải 15 này là 16.000Hz này thì nó sẽ là giải chép. Đó, thì chúng ta sẽ chia là bát, trung, chép. Đó, từ 4 cho đến 6 này nó là trung của bát, và từ 9 cho đến 11 này là trung của tép. Đó. Đó là chúng ta sẽ chia như thế thì chúng ta học rất là nhanh. Đó, còn nếu như sau này thì các bác sẽ là đã thuộc về con vang này rồi thì chúng ta sẽ là chỉnh sâu hơn thì rất là dễ dàng. Còn cái cơ bản chúng ta phải biết thì chúng ta mới chỉnh sâu được. Đó, và tiếp theo thì là em sẽ hướng dẫn các bác chỉnh bass này, chép chung này. Đó. Đây là bass đúng không? Em dìm hết bass xuống này. Dìm hết bass xuống nhá. Đó. Bass đã xuống rồi đúng không? Nhưng tuy nhiên là vẫn còn thì các bác phải can thiệp vào đây này. Đó, can thiệp vào đây nó mới sẽ hết được sạch bass luôn này. Được chưa? Can thiệp ở bên phần output này thì nó sẽ hết bát luôn cho các bác nhá. Rất là dễ dàng đúng không ạ? Chỉnh cực kỳ dễ. Đó. Và bây giờ em sẽ phải giả lại bát cho các bác. Đó, chúng ta sẽ quay sang phần input. Đó. Input ở đây là chúng ta nên nhớ như đây là phần mic nhá. Các bác sẽ phải chuyển sang nhạc ở đây này, đấy. Con này giải bass rất là hay.
đó. Nếu như các bác thiếu chép các bác có thể thêm vào đây này, đó. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thêm vừa thôi, không khi mà chúng ta chỉnh mic nó sẽ hú rít nha các bác nhá. Các bác chỉnh cảm thấy thế nào, tiếng nó sâu vừa đủ ấm là hay nhá, hay nhất nhá. Đó. Phần nhạc thì nó rất là dễ chỉnh rồi. Đây là phần trung. Thì thường em sẽ cho trung nó hơi thấp một chút để chúng ta nghe cái âm sắc nó rõ ràng hơn nhá. Trung cao quá nó sẽ bị lòa mất âm sắc nhá. Đó, tiếng nó rất là sâu và hay rồi đúng không ạ? Bây giờ em sẽ tắt nhạc đi này. Các bác nhìn chuột em tắt nhạc ở đây này. Đó, và tắt luôn cả echo reverb. Đó. Thì bây giờ em sẽ cho effect này về không luôn. Để làm gì ạ? Các bác có biết để làm gì không ạ? Và đó là chính là để em chỉnh mic nhá. Ở trên mic thì em đã chuẩn bị sẵn ra đây là một cái tai mic. Đó, đã kết nối tới vang số. Thì điều chúng ta còn lại là phải làm là chúng ta chỉ việc là bật mic lên để chúng ta có thể là test thử cái chất mic nhá. Thì mic ở đây thì các bác lưu ý nhé, cho về không trước khi chúng ta chỉnh nhá. Đó, cho về không chúng ta chỉnh này. Rồi em sẽ bật mic đây. Bật mic lên này, tránh hiện tượng là chúng ta để mic quá cao nó sẽ hú rít nhá khi chúng ta bật mic. Và bây giờ thì em sẽ tăng mic này, em sẽ alo. Nê 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 nê. Đó, đây là giọng mic không nhá. Điều chúng ta cần làm đầu tiên, điều chúng ta cần làm đầu tiên chính là chúng ta phải cắt hú nó trước đã. Đó, khi các bác cảm thấy alo, tiếng alo nó vừa đủ thì chúng ta mới tiến hành cắt hú nhá. Nê 1 2 2 3 4. Rồi ok, em để ở mức 14 là cảm thấy cái âm nó rất là đủ rồi. Vậy bây giờ thì em sẽ cắt hú. Thì các bác sẽ di chuyển cho em phần chép trước, từ giải 10 là giải 10 cho đến giải 15. Em giải 11 trước này. Đó. Đó, các bác thấy không? Đến đây thì nó sẽ hú nhé. Bác cho em xuống cho em. Nê, nê, nê. 1, 2, 2, 2. Rồi. Tiếp tục dò giải 12. Đó, dính luôn rồi. Đúng điểm này nó hú rít, các bác cho xuống. Nê, 1, 2. Rất hay luôn. Tiếp tục chúng ta dò giải 13 nhé. Dính luôn này. Nên là dính luôn này các bác này. Đó, các bác cho em thấp xuống. Thì cái dàn âm thanh nhà em nó đang bị từ cái giải 4588 cho đến 6194. Đó. Thì trong ba cái giải này nó sẽ hú rít, thì mỗi một dàn âm thanh và mỗi một con loa nó sẽ cho một cái giải hú rít khác nhau, nó không giống nhau đâu. Thì các bác cứ dò cho em như vậy thì nó sẽ ra được cái chất cái chỗ hú rít nhé. Tiếp theo giải 14. Giải này mới là giải kinh khủng này, rất là chóe tai đúng không ạ? Đó, em phải làm thực tế như thế thì các bác mới nghe được cái chú mà chúng ta có thể cắt. Nê 1 2 2 2. Rồi. Nê nê nê. Rồi. Tầm này rất là hay rồi. 1 2 3 4 5 6. Giải 15. Dính rồi chỗ này, thế là chúng ta tập trung hết nó vào đây, bóp nó vào. Đi 1 2 3 4 5 6 7. Thế là hết rồi nha các bác nhá, hết rồi nhá. Đó. Và cái tiếng ồm, các bác nghe thấy em nói tiếng ồm rất là nhiều thì chúng ta sẽ can thiệp giải bass. Đây, chúng ta sẽ chuyển sang giải bass và giải trung. Đó. Đi 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 đi. 1 2 3 4 5 6 7 7. Đó. Đây là đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Tiếp tục chúng ta tìm giải 1 2. Đi 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 đi. Đó. Tìm cái giải nào mà các bác thấy khó chịu nhất thì các bác cho nó xuống cho em. Đi 1 2 3 4 4. Đi 1 2 3 4 3 4. Rồi. Cái tiếng này là cái tiếng ùm ùm nữa các bác.
ni 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 đó, chỗ này rất là khó chịu đúng không ạ? Ni 1 2 3 4 5 6 7, đây là cái cơ bản nhất là em có thể hướng dẫn các bác được nhé. 1 2 3 4 5 6 7 ni 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 1 2 2 3 4 2 3 4 4 5 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 ni đó. Cái giải bát tạm thời nó ok, chúng ta sẽ thăng tiệp sang giải chung. Ni 1 ni i i i i ni 1 2 3 4 4 ni 1 2 3 4 5 6 4 4 4 4. Chúng ta đang tìm là tìm ở đây là chúng ta đang vướng một cái là nó tiếng ồm vẫn còn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái giải ồm, chúng ta cắt nó đi. Ni 1 2 3 4 5 6 7 7 7. Đó. Ổn rất là nhiều rồi. Ổn rất là nhiều rồi các bác nhé. Nên 1 2 tiếp tục giải 7. Nên 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 đó. 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7. Đó, tạm thời rất là ok rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ can thiệp sang phần echo. Echo đây thì chúng ta sẽ phải bật lên này các bạn này. Lên 1 2 3. Đó, các bạn thấy không? Thì ở đây chúng ta có thể tìm nhìn thấy là reverb này. Đấy. Reverb delay này, reverb never này, reverb time này, echo never này, echo delay này, delay này và echo time này, có rất là nhiều đúng không ạ? Vậy thì ở đây là chúng ta sẽ phải phối trộn với nhau. Đó, phối trộn với nhau. Lên 1 2. Em thấy cái delay nó của echo nó hơi ít thì em sẽ tăng nó lên này. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Lên 1 2 và reverb time em tăng lên một chút. Lên 1 2 phần reverb never à, em thường là để ở mức 34. Nên 1 2. Bác nào thích reverb nhiều thì có thể cho thêm nhé, hoặc là các bác mà sử dụng cho phòng trà thì càng phải cho lên nhiều. Nên 1 2 3 4 5 6 7. Đó, tiếng đã rất là ổn ổn rồi nhá. Còn đây là chúng ta có thể nhìn thấy như reverb này. Đó, đây là echo này. Đấy, các bác có thể là kích vào đây để chúng ta chỉnh. Đó, ví dụ như là cái reverb này thì cái tiếng chép của reverb nó hơi thiếu, em tăng lên để cho nó sáng hơn một chút. Đó, nên 1 2 vẫn trở về đấy. Đó, tiếp tục sang phần echo. Đó, dìm cái chép của echo xuống rất là nhiều thì em phải tăng lên này. Nên 1 2. Đó, tiếng nó khác nhau hoàn toàn luôn các bác nhé. Nên 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2. Khi mà chúng ta chỉnh cảm thấy nó ok ổn ổn rồi thì chúng ta sẽ tăng ngay cho vôn lên. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Đó, effect. Lên 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7. Đó, đó, đó. Như vậy là chúng ta đã trộn được echo thành công rồi. Tiếng rất là dễ hát. Và bây giờ em sẽ hát một bài cho các bác. Đó, và trước khi hát thì em sẽ thử hú, cất hú xem nó hết hú chưa nhá. Đấy mình nhá. Đó. Đấy các bạn này. Không hú nhá. Thoải mái luôn nhá. Đó. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần tìm một bài hát. Đó, tìm một bài hát để chúng ta có thể là hát thử một bài xem là cái chất âm
của nó đã ok chưa. Một hát một bài quen thuộc đi. Đó. Chúng ta sẽ phải bật nhạc lên này. Đó. Nhạc nó mới lên được. Chúng ta có thể tăng lên cho nó vừa đủ nhé. Thì chúng ta đã chỉnh xong đúng không ạ? Hát rất là hay và nhẹ đúng không ạ? Đó là một cái điều cơ bản nhất là em có thể hướng dẫn các bác để làm sao là các bác học nhanh nhất. Và khi chúng ta đã chỉnh xong thì làm cách nào để lưu nó lại? Thì con với con này thì chúng ta sẽ phải nhấn vào phím F7 này. Đấy, các bác nhìn, đây phím F7 của nó đây nhá. Này. Đó, nó sẽ hiện lên username và password, thì các bác sẽ nhập cho em password là 123. 1 Rồi sau đó các bạn ấn nong gin cho em. Rồi nó sẽ lên. Ở đây thì chúng ta có thể là đặt được chế độ, ví dụ như là nhạc khởi động là 10, đúng không ạ? Nhạc khởi động là 10 và mic khởi động là 10 thì nói ạ. Phần trên này là phần mic nhá. Mic khởi động là 10 này. Và music khởi động của nó là 42. Được chưa ạ? Đó, và khóa của nhạc to nhất nó sẽ là 14. Và khóa của nhạc to nhất đó, music max nó là 45. Đó, thì là chúng ta có thể là tùy chỉnh. Ví dụ các bác thích khởi động bao nhiêu thì các bác đặt bấy nhiêu, và thích max bao nhiêu thì chúng ta đặt bao nhiêu cũng được. Đó, thì luôn luôn là max nó phải to hơn là start nhé. Đó, thì là chúng ta mới đặt được như vậy. Sau đó các bác tích vào, tích vào các cái ô này cho em. Đó, con nào nó chưa tích thì các bác tích vào cho em nhé. Ví dụ như power on when pronoun power này, cái này là tích ở đây là chúng ta có nghĩa là nó sẽ khởi động khi các bác cắm điện, để chúng ta không phải bấm nút trên con vang nữa, thì tự các bác cắm điện là tự nó khởi động lên cho các bác. Đó, và kênh của nó là kênh 1, sau đó các bác ấn up ni cho em này, ấn một phần này cho em này. Đó, nó tự sẽ lưu lại cho các bác. Vậy là chúng ta đã lưu lại xong rồi. Đó, vậy là chúng ta đã lưu lại xong nhé các bác nhé. Đó thì đó là cách cơ bản nhất để chúng ta có thể chỉnh được một con vang rất là nhanh, chỉ trong vòng 15 đến 20 phút. Đó là chúng ta đã chỉnh được một cái cơ bản nhất. Còn nếu mà sâu hơn thì các bác có thể là tìm hiểu thêm các cái tài liệu trên mạng, hoặc là các bác muốn tìm hiểu trực tiếp thì cứ để lại số điện thoại. Thì chúng em đang có một cái nhóm là nhóm Zalo học vang số, thì chúng em sẽ chia sẻ, và những ngày nào rảnh thì là
một lớp nó đông đông người thì em sẽ chia sẻ một cái nó sâu hơn cho các bác. Đó, thì hiện tại những cái con vang này đang được bán rất nhiều tại Tuyên Vũ Audio. Đó, các bác có quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác gọi trực tiếp về số 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Nếu các bác thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.